Hút thuốc lá phải trả giá rất đắt. Khói thuốc như một kẻ giết người thầm lặng, hủy hoại cơ thể bạn, gây ung thư phổi, đột quỵ, các bệnh về tim mạch và còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và hạnh phúc của những người xung quanh. Hút thuốc và hút thuốc thụ động đều nguy hiểm cho sức khỏe. Đừng để mọi người phải trả giá cho việc hút thuốc của bạn. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay. Trên thị trường hiện nay còn có xuất hiện nhiều sản phẩm lai giữa hai loại thuốc lá thế hệ mới này, không nung nóng trực tiếp ở thuốc lá mà kết hợp giữa dung dịch thuốc lá điện tử và nguyên liệu thuốc lá. Điều này làm cho cả người sử dụng và các cơ quan quản lý khó phân biệt được đâu là thuốc lá điện tử, đâu là thuốc lá nung nóng. So với thuốc lá thông thường, cách sử dụng thuốc lá điện tử tạo cảm giác an toàn, giúp cai nghiện thuốc lá điếu thông thường, nhưng sự thật không phải như vậy. Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Thuốc lá đã chứng minh, như tôi sẽ nói ở trên, thuốc lá là một khói thuốc, trong khói thuốc lá có rất nhiều chất độc có thể gây ung thư. Đặc biệt là đã chứng minh là gây ung thư chắc chắn trên người nếu sử dụng kéo dài. Đặc biệt là đối với bệnh nhân hút thuốc lá mà trên 10 năm thì nguy cơ ung thư sẽ rất là cao. Ngoài hút thuốc lá ra thì hút thuốc lá thụ động cũng là một nhóm có thể nhóm bệnh nhân tiếp xúc kéo dài cũng có thể gây ung thư trên người. Thuốc lá điện tử là thiết bị sử dụng pin làm nóng dung dịch để tạo ra khí, khói. Thành phần chính trong tinh dầu thuốc lá điện tử gồm nicotine, khoảng 60 hợp chất hóa học bao gồm các chất cực độc như propylene glycol, propylene oxit gây kích ứng đường thở, mắt, gây ung thư, hen và nhiều hợp chất khác có trong soi khí được tạo ra từ thuốc lá điện tử. Khoảng 20.000 loại hương vị khác nhau, trong đó có nhiều hương vị tạo ra bởi các chất đặc biệt độc hại như diacetin, cinnamaldehyde gây viêm tiểu phế quản co thắt hay pentanediol gây sơ hóa đường thở. Còn thuốc lá nung nóng là sản phẩm sử dụng thiết bị điện tử để nung nóng điếu thuốc hoặc viên nén thuốc lá, tạo ra khí, khói. Cũng giống như thuốc lá điện tử, các loại thuốc lá, viên nén sử dụng trong thuốc lá nung nóng đều có thành phần chính là nicotine. Khi đốt cháy, cũng tạo ra các chất độc hại tương tự như thuốc lá truyền thống. Tổ chức Y tế Thế giới đã có khuyến cáo, thuốc lá làm nóng tạo ra chất khí độc hại, có nhiều chất độc giống như trong khói thuốc lá điếu thông thường. Dù được nung ở nhiệt độ thấp hơn, nhưng vẫn tạo ra những hóa chất tương tự như trong khói thuốc lá. Nhiều chất trong số đó gây ung thư, bệnh tim mạch và hô hấp như nitrosamine, formaldehyde, carbon monoxide, hydrocarbon thơm đa vòng. Phơi nhiễm carbon monoxide làm giảm việc cung cấp oxy tới tim và các tổ chức mô khác, làm tăng nguy cơ gây huyết khối, bệnh tim và đột quỵ. Thuốc lá điện tử hiện nay là cái môi trường để dung túng để chứa chấp các loại ma túy thế hệ mới. Và có thể nói các ma túy mà thậm chí là chúng ta quen rất kể cả chuyên gia chưa bao giờ nghe thấy. Thế rồi một ngày đẹp trời nào các kẻ xấu người ta tạo ra một cái phản ứng hóa học nhất định ở góc vườn hoặc xó xỉnh nào đó, tạo ra một cái phản ứng hóa học, một cái chất mới. Phơi nhiễm nicotine gây tác động bất lợi cho sức khỏe bà mẹ và bào thai trong thời kỳ thai nghén, gây ra đẻ non và thai chết lưu và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Việc phơi nhiễm nicotine trong quá trình phát triển bào thai và vị thành niên gây hậu quả nghiêm trọng kéo dài đối với sự phát triển não bộ. Hiện tại với cái thuốc lá mới bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang đe dọa cái thành tựu mà chúng ta đạt được. Bởi lẽ thuốc lá mới này thì thường đi vào tuyên truyền giới trẻ, học sinh, sinh viên và phụ nữ. Bên cạnh những tác hại gây ra bệnh lý hô hấp, tim mạch, ung thư còn gây ra nhiều hệ lụy khác như cái chất lượng và giống, thậm chí sức khỏe sinh sản của học sinh sinh viên sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tác hại lâu dài của thuốc lá. Trên thị trường hiện nay còn xuất hiện nhiều sản phẩm lai giữa hai loại thuốc lá thế hệ mới này, không đun nóng trực tiếp sản phẩm thuốc lá mà kết hợp giữa dung dịch thuốc lá điện tử và nguyên liệu thuốc lá. Điều này làm cho cả người sử dụng và các cơ quan quản lý khó phân biệt được đâu là thuốc lá điện tử, đâu là thuốc lá nung nóng. So với thuốc lá điếu thông thường, cách thức sử dụng các loại thuốc lá điện tử tạo cảm giác an toàn, song thực chất không phải như vậy.